không biết đâu. Hai cây mà. Mày chỉ lôi đi được thôi. Mày chỉ lôi được thôi à. Hai bên hai cây kè đi luôn. Hai cây gặp kè lên đứng lại coi đi nổ. Má để mình ghế về kéo đi vậy trời. Ghế kéo dài dài vậy hả? Ừ, lấy đoạn kéo ghế theo. Không có đi chốt vỏ không? Đây nè, để kéo đường này đi bọc nó cái gì đó. Có. Thôi núp này rồi. Nắng quá. Trời mai này uống dữ ha. Quắn quắn quá trời luôn. Đâu xả ra hết cái gì. Cái ông công cái ghế ông ấy là cái đoạn nè. Kéo đi vậy nè. Không ấy thì để dưới này. Dạ ngồi dúng dúng kìa. Để dưới này kéo đi vậy nè. Bây giờ buộc dây vô đi đoạn còn giống thử coi sao. Dây nè, dây nè. Buộc hai bên. Hai bên. Đó thắt lại. Hai đoạn hai bên. Còn vô, còn vô. Còn vô. Cộng nữa mới được cậu ơi. Nằm không bên á. Hai bên hai cộng, sát xuống luôn, sát xuống. Hai cộng hai bên, cộng đâu? Xong đi bên đây nè, cho nó đều nó cũng vậy, thằng nào cũng vậy, vậy đó. Rồi, cắt gì? Bỏ gì? Bỏ gì đi. Bỏ cái nữa. Đây nè. Thử coi sao mới biết cái đồng nó đâu. Quá. Kệ giống. Không đợi đợi Dũng lên nắng lại không nè. Đây nè, còn ai cái tay mình lâu lên nè, có đồ đó. Giờ vô đều cái bên nhâm vô vô nhâm. Thêm bỏ bỏ thêm cái hông nữa là nó nhẹ cái gì. Một, hai, ba, lên. Đó. Nghiêng quá vậy, nghiêng quá vậy. Lên cái lên cái này. Hai cái. Lên nè, 1 2 3. Thay thêm vòng nữa luôn vậy. Thay thêm cái vòng tròn nữa. Quấn thêm vòng nữa. Thôi mà lên vai gánh luôn lên ra. Đâu dễ gì lên vai được. Chém đi tay á, mấy cái đòn này cục quá, cái đòn dài nữa. Không ngự phải đòn dài. Đông ngự á cái đòn dài nó có thế không? Gánh lên vai luôn. Bốn người gánh hai người bợ đây nữa nè, hai bên á. Nãy cậu gánh nổi đó. Gánh không đi được chút xíu nữa. Bốn người bợ bên đây nữa được rồi. Thì bốn người gánh. Vậy đẹp hẳn đi à. Không mặt đất làm đi được rồi. Cái rút vừa đi nó ta. Cây hai hai cây hai bên để dưới á. Mẹ để cái thang để kéo đi khỏe hơn rồi. Để lại đi coi. Kéo được không? Dạ nhóm là để thang gì? Họ cái đoạn ngang đó lâu đi. Coi dần nghỉ ngủ nữa. Làm sao ta? Dân nhóc chân yêu cầu cái đoạn dài là dân đây nhóc chân. Bây giờ đâu không nổi. Chú tính gì nè, bây giờ kiếm cái đoạn dài á. Bốn người cái đoạn. Bốn người hai cái đoạn. Còn như bợ bên đây nè. Thôi bợ bể đất không? Đó.
sát luôn dây này hồi nãy không dài không ta đúng gan ta lòn ta lộn mày ngắn hơn còn mình đó đó này đặng cho cái dây này đừng có lên cái ông lộn đậu lên đi xiết vô nó đậu lên đại ca không đậu lên nó cút con rồi đại ca ơi hả cút con à nó đựng lên sao nãy dây nó dài nó dài cút con như tại cái coi ta làm cái gọn nó bắt trước chà quay đôi lại nó làm mẫu rồi thôi để đại đi cho người cao lựa người cao bên đây bảy phát đây thật tay vô cậu với cái bên qua mắt qua không được quá kéo điện cái nó giãn ra nữa mà nó điều cây đi nghe nghe quá cái này đi chữ thập là chắc cứu nhất chữ thập này sao ừ cộng đâu có đều vậy đi luôn nè sao không đều ừ cộng luôn ông đi ông đi vô bên đây ông đi bên đây sao đều thì vẫn chéo chữ ít á thêm dây nữa thêm cây ngang nữa lụm chứ cháy chưa hết đi cho nó rộng ra ngang không? Chứ vậy chứ vậy ít người đi gom vô đi khó đi lắm vịnh cái bầu đó thằng nào ngắn thằng nào dài Kéo hả? Sao ta? Xem bơm kéo gì nổi cái này. Đúc vô, dỡ lên 1 2 3 lên. Trời ơi, công cái hang luôn. Ôi, chặt lắm rồi. Trời, ông đốt chặt lắm vậy. Có, cái bộ này lại mở mở. Cái gì vậy? Ừ. Chạy cái hang qua con không được súng vò. Đâu. Công cái hang luôn. Không dỡ lên rồi, hang không nghỉ nữa. Không có, xích qua đây nè. Xích qua đây, xích luôn rồi sao chút đi. Chặt cái cây dài nó ngon quá, đứt tụng tàn luôn à. Bây giờ mấy ông kiếm cái đoạn dài đi, dạ, dân đông nhóc chân, cái đoạn dài chú ý chen người vô là đi nổi hết trơn nha, cái đoạn dài á. Ừ, cái đụng cái lộ đâu vô được hai người. Để chặt hai đoạn nữa. Hai cái đoạn dài tôi dân nhóc chân. Ngọt dữ à, trời ấy, ngang phát, không ngang lại phát. Dưới này nữa đó. Ai lấy cái thang ra nữa mà. Thì dỡ đây dỡ được có ngân trước rồi sao, ai dỡ được rồi sao không á. Cầm nữa, cầm sao nữa. Tán rồi đó. Vậy gánh vậy đâu ấy ta cũng thọc dưới đít đó ha là thật đó. Thọc đít không nổi. Thọc đít ở dưới thì không nổi nặng lắm. Đủ chưa? 2, 4, 6, 8 đủ luôn. Dây có điều không? Người khác vô trong cây thân cây luôn. Ừ, cái này nè. Rồi, có người nữa nè. Ba. Đợi ông Dũng nhau. Cháu này lại với ông Dũng đi. Cái cây nó ngã cái đầu sao mà hình ra trước này nó
Thì nó rồi ông kinh mà. Tụt rồi. Bỏ xe em nhà vậy. Dạ. 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 Vậy cũng thấy chị luôn nha. Ở mà dán xe gì bé vô nhà hả? Để ngoài nắng chặt đường nữa. Mình dán đây ra cái lá. Quay đầu xe lại chạy luôn gì nữa. Ừ. Đúng rồi. Ủa đi đường vòng hả? Chết chết luôn rồi. Hạ xuống rồi. Hả đi ngang đống cát luôn được rồi. Không có liền ha. Dướng vậy?
Rồi, nhấp lên. Rồi, hạ cánh an toàn. Ê, nhấc tay chút nữa, nhấc tay chút nữa luôn chứ. Tự nhiên chuyện với ta. Rồi, trở về lại chút đi. Tự nhiên lắm á. Gặp giấy rồi chút nè. Rồi. Thôi còn thấy còn hơi nghiêng chút à. Rồi. Rồi. Đâu có cái bầu gì được. Rồi, bầu kia đúng rồi. Cái cây á. Rồi, bỏ vô đi. Rồi. Thành công. Khi ngược cho chỗ á. Ừ. Khi ngược vô chắc sặc máu luôn á. Cái bầu nghiêng hả là mình đến đây nghiêng. Ừ, thử ra.